Chào bà. Ôi, chào bà, giờ lâu quá không gặp. Bà ngồi xuống đi. Dạ này bận lắm. Vâng ạ. Dân già hôm nay mới qua được đây. Lâu lắm chả gặp, nhớ ghê cơ. Để tôi chăm sóc cho bà. Thế là có một mình ở nhà. Mời bà uống nước ạ. À. Dạ vâng. Dạ, để. Cháu nó đi làm ạ. Này, mà cái con Hồng Anh ấy bao giờ có cỗ đấy? Ôi giời, con Hồng Anh nhà tôi ấy đã có người yêu đâu. Tôi còn đang lo là nó ế đây này. Gớm, con bé nó xinh xắn, trắng trẻo, công ăn việc làm như thế. Vớ đâu chỉ được chồng. Rồi, bà cứ nói thế chứ. Con nhà tôi ấy có lớn người thật ấy, nhưng mà vẫn còn non dại lắm. Chứ không được như con Hiền nhà bà đâu. Mà nghe nói con Hiền nó lấy chồng Hàn Quốc giàu lắm đúng không? Thôi thì trộm vía, từ ngày lấy chồng thay đổi vậy. Vâng. Hai vợ chồng đi tay đi tàu suốt. Ôi giời. Ít khi ở nhà lắm. Ôi giời, thế thì sướng nhất bà chứ còn gì nữa. Tôi không bảo chúng nó ấy. Vâng. Không phải lo cho mẹ đâu. Vâng. Nhưng không một đứa nào nó nghe. Cứ mỗi một tháng ấy, nó gửi vào cho tôi là 1 triệu won. Ôi giời. Mà không những thế, nó còn mua vé máy bay cho tôi đi châu Âu du lịch nữa cơ. Tuyệt vời, sướng quá còn gì nữa. 1 triệu won là bao nhiêu tiền Việt ấy nhỉ? 1 triệu won ấy là có 20 triệu tiền Việt Nam thôi. À rồi ôi. Tôi nói thật với bà nhá, bây giờ mà tôi có con rể, chỉ cần mỗi tháng nó cho tôi 2 triệu thôi thì tôi cũng đã vui sướng lắm rồi. Tôi nói thật với bà, lúc đầu ấy là tôi không đồng ý đâu. Sợ ấy là bất đồng ngôn ngữ, văn hóa hai nước khác nhau. Vâng. Mà mẹ vợ với con rể không hòa hợp. Nhưng này, có con rể Hàn Quốc sướng lắm đấy bà. Bảo sao có con Hiền rể Thảo như thế thì làm gì bà chả trẻ ra cả chục tuổi như vậy. Tôi trẻ ra ấy là nhờ dùng cái thực phẩm quý hiếm của Hàn Quốc. Trong nhà tôi ấy, nhân sâm này, linh chi ấy, cứ phải chất đầy đủ. Lúc nào nhá, bà sang tôi biếu một ít về mà dùng. Thế thì còn gì bằng. Mà cái tuổi của chị em mình ấy vâng. Là phải dùng loại này thì nó trẻ hóa gớm lắm. Mà cái bệnh, các bệnh của tuổi già ấy là tan biến hết. Vâng ạ, thế thì tuyệt vời. Nhất chị rồi đấy. Mà tôi hỏi này, cái chỗ chị em tôi cứ hỏi thật nhá. Thế làm sao mà con Hiền nó lại quen được cái anh chàng Hàn Quốc như thế? Con Hiền nhà tôi ấy, nó cũng phải đi xem mặt đấy. Tới chỗ nào bà biết không? Tới chỗ trung tâm môi giới. Vâng. Kết tóc, chuyên kết tóc xe duyên cho những người phụ nữ Việt Nam làm dâu hàng. Nếu mà bà muốn tôi giới thiệu luôn cho. Ôi giời, thế thì tốt quá. Thế thì bà cho tôi luôn cái địa chỉ trung tâm đấy nhá. Ôi giời, nếu mà con cái mà ổn định ấy thì bố mẹ mới vui mừng, mới sung sướng mà sống thoải mái được. Chị em mình ấy là có con gái là tôi hiểu lắm rồi. Vâng. Không phải nghĩ nhá. Vâng. Nếu cần gọi tôi giới thiệu cho. Vâng. Nhá. Mà bây giờ tôi phải về rồi. Vâng. Nhá. Tôi vâng. Về để có gì thì gọi điện cho tôi. Vâng ạ. Nhá. Thế thì tôi cảm ơn bà trước rồi, nhá. Rồi. Thế bà rồi. Lại nhà nhá. Nhá vâng ạ. Nhá. Vâng, thế tôi chào bà. Nhìn con mặc bộ này có đẹp không? Nhưng mà mẹ vẫn chưa thấy cuốn hút lắm con ạ. Mẹ ơi, con thử mấy mấy bộ luôn rồi đấy. Làm sao mà phải cầu kỳ khó tính thế ạ? Ừ hay con. Người ta nói là mắt con trai tai con gái. Mà đi xem mắt ấy, là đánh giá vào cái nhìn là đầu tiên. Mà mẹ đã tìm hiểu kỹ rồi. Trai Hàn Quốc ấy là người ta rất thích cái vẻ bề ngoài của con gái. Là phải chỉn chu, xinh đẹp, lộng lẫy thì mới lọt vào mắt người ta được con ạ. Con chẳng hiểu là mẹ tìm chồng cho con gái mẹ hay là mẹ bán con gái mẹ đi nữa luôn á. Ừ, con. Thế con có muốn sung sướng không?
con cứ xem là cái con Hiền nhà bà Nết hàng xóm kia kìa, lấy chồng Hàn Quốc á, cứ sướng như tiên ấy nhá. Mà không chỉ là sung sướng cho cái bản thân con đâu, mà thơm lây cho cả cái thân già này đấy, con hiểu chưa? Dạ. Thế nhưng mà mẹ ơi, lấy chồng xa như thế về thăm mẹ kiểu gì? Ôi giời, xa mới gần cái gì. Bây giờ ấy, lấy chồng xa gần không quan trọng, mà quan trọng ấy là con cứ sung sướng hạnh phúc là mẹ mừng rồi. Mà ấy, mẹ đi xem, thầy bói cũng nói là cái số của con là phải lấy chồng xa, mà càng xa thì càng tốt mới sung sướng hạnh phúc được con ạ. Nếu như vậy thì con coi như là con báo hiếu mẹ vậy. Gì chứ, cứ sung sướng hạnh phúc lại còn giàu nữa, con ứng hết. Con thấy chưa, mẹ lo cho con từng ly từng tí một nhá. Sau này mà giàu có sung sướng ấy, mà không nghĩ đến mẹ nhá thì đừng có mà trách. Mẹ, cái gì chứ, mẹ con vẫn là nhất. Chà, bố nhà cô. À mà mẹ ơi, không biết là mấy anh ấy có đẹp trai như tài tử Lee Min Ho hay là Ji Chang Wook không nhở? Nếu mà như thế, chắc là con nguyện chết vì mẹ anh ấy luôn. Chỉ được cái như thế là giỏi thôi. Mà đẹp trai hay không thì mẹ không biết. Nhưng mà ấy, cái bên công ty môi giới, người ta nói là lý lịch của anh này là rất là tốt. Không là chủ tịch một tập đoàn lớn thì cũng là một giám đốc. Mà là giám đốc ấy thì thu nhập hàng tháng ấy không phải là tầm thường đâu con nhá. Ai ấy con nhỉ? À, chắc là anh Hùng đấy. Con gọi anh ấy đến để hoàn tất cái việc chia tay ấy mẹ. Con muốn dứt anh ấy cho xong đi, đỡ lằng nhằng mẹ ạ. Con làm như thế cũng phải. Con phải để cho nó biết rằng ấy là ấy, nó không phải là sự lựa chọn xứng đáng đối với con đâu. Con ra mở cửa. Dạ, chào bác ạ. Chào cậu, cậu ngồi đi. Chuyện chúng ta ấy anh, em nói xong hết rồi. Em nghĩ là mình nên chia tay đi thôi, chứ còn tình yêu của chúng ta thì cũng chỉ là sớm nở tối tàn thôi. Ở với nhau thì cũng chẳng có tương lai đâu. Chẳng lẽ sau bao nhiêu tình cảm anh dành cho em, chúng ta chỉ kết thúc bằng hai từ là không hợp. Em phải cho anh lý do nào đó thuyết phục hơn chứ. Cậu muốn biết lý do rõ hơn thì để tôi nói cho cậu biết. Đấy là vì cậu không có tương lai, mà con gái tôi thì nó cần một người đàn ông thật là phải thành đạt để lo cho nó và bao bọc cho nó cuộc sống sau này. Cậu có làm được không? Dạ, thưa bác, cháu có công việc ổn định và có định hướng phát triển. Cháu cũng có thể lo được cho Hồng Anh cuộc sống sau này. Cháu không hiểu vì sao bác lại nói thế ạ. Tôi nghe nói cậu làm ở một công ty lớn, nhưng dù có lớn cỡ nào ấy thì cậu cũng chỉ là một người làm thuê cho họ thôi. Mà khi nào cậu là chủ tịch thì cậu hãy đến nói chuyện yêu đương. Còn bây giờ con gái tôi không có thời gian để mà phung phí tuổi thanh xuân cho một người như cậu đâu. Em thấy mẹ em nói đúng rồi đấy. Anh nhìn đi, em vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, cái gì cũng biết. Bây giờ mà em yêu anh, chả có tương lai tí gì cả. Anh cũng chẳng có gì trong tay. Thôi thì em nghĩ là tất cả là cũng là định mệnh rồi. Đến lúc ta phải rẽ thì phải rẽ thôi. Thôi được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng em có chắc là sự lựa chọn của em sẽ tốt hơn anh chứ? Em nghĩ anh lại tự kiêu quá rồi đấy. Em sẽ lấy một người Hàn Quốc vừa đẹp trai vừa giàu có. Thôi thì anh tự lo cho bản thân của anh thì vẫn hơn. Bản thân em tự lo được. Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Chúc em sớm được tìm hạnh phúc mới. Dạ, cháu xin phép ạ. Mẹ,
Mẹ có chắc là anh ta biết đường đến không đấy? Con cứ yên tâm, thì môi giới người ta đã hẹn rồi, chắc không sao đâu. Đừng lo. Negozaio, xin chào. Bà có phải là bà Nga không? Tôi là Kim Sun Ok, được công ty môi giới giới thiệu đến đây. Mẹ, ông này sao khác xa trên ảnh thế? Có nhầm không đấy? Con cứ bình tĩnh. À, xin chào anh, mời anh ngồi. Cảm ơn bác. Đây có phải là em Hồng Anh không? Em xinh quá. Anh Kim thế à? Kim Sun Ok, bà có thể gọi tôi là ông Kim. Thế anh Kim đi đến đây một mình hay là hai mình vậy? Tôi đến để hỏi nhờ nên là tôi đi có một mình thôi, mà tôi thấy em Hồng Anh xinh quá nên là tôi cảm thấy rất là vui. Mẹ ơi, con đi về đây, không có xem mặt nữa đâu. Dù từ 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 con cứ bình tĩnh đã. Bây giờ mình không thể về ngay được đâu. Để mẹ hỏi chuyện cho ra nhẽ đã. Nếu mà người ta giàu có thì mình cứ lấy đi, xong rồi sau này có được gia sản rồi thì mình ly hôn cũng được. Cứ bình tĩnh, từ từ sẽ lo được hết con ạ. Thế anh Kim có thể làm gì để lo cho cuộc sống con gái của tôi ạ? Về vấn đề này bà cứ yên tâm, tôi xin hứa sẽ lo cho cô Hồng Anh một cuộc sống sung túc, đủ đầy, tiền tiêu không thiếu nếu em Hồng Anh chịu lấy tôi. Đấy, con thấy chưa? Mẹ đã nói rồi mà. Cứ bình tĩnh, chuyện đâu sẽ có đó mà. Thế hiện nay anh Kim đang làm công việc gì vậy? Hiện nay tôi có một trang trại chăn nuôi hộ gia đình, chuyên chăn nuôi gia súc và sản xuất phân bón tưới. Sản xuất phân bón và chăn nuôi gia súc à? Cô yên tâm, hiện tại ngành sản xuất phân bón đã rất phát triển nên là tiền tiêu không hết. Ôi dồi ôi, thế này tôi lấy anh về phát triển sự nghiệp kiểu gì? Cô đang làm thư ký có đúng không? Nếu cô lấy tôi về, cô có thể làm trợ lý cho tôi. Hàng ngày chúng ta sẽ cùng nhau tắm heo và sản xuất phân bón tươi để mang đi bán. Tắm cho lợn? Ôi dồi ôi, thôi. Mẹ ơi, con không có lấy đâu. Con đợi mẹ. Ơ kìa, Hồng Anh đợi mẹ đã con. Mẹ giới thiệu người cho con cái kiểu gì đấy? Hồng Anh từ từ, đợi mẹ đã con. Mẹ! Này mẹ bảo, mẹ đâu có ngờ sự việc lại thành ra thế này. Mẹ đã phải tốn mất 5 triệu tiền môi giới mới có cuộc gặp gỡ hôm nay đấy. Mẹ gọi điện lại ngay cho bên đấy nhá. Con gái mẹ là ai chứ? Tại sao lại giới thiệu cho con gái mẹ một người vừa xấu, vừa béo, đã thế lại còn đi hót phân nữa chứ? Ôi dồi ôi, con tức lắm rồi, mẹ con đi lại luôn đi. Được rồi, từ từ để mẹ gọi. Alo, bà Nết đấy à? Vâng. Ôi dồi ôi, sao lại cái công ty môi giới bà làm việc như thế nào ấy hả bà? Ôi dồi ôi. Ơ kìa. Sao rồi mẹ? Con ơi, mẹ bị lừa rồi. Thế là mẹ mất toi 5 triệu rồi con ạ. Ôi giời ơi, bây giờ là lúc nào rồi mà mẹ còn lo 5 triệu của mẹ? Con gái mẹ suýt chút nữa bị cả vào một nơi không ra gì đấy, mẹ biết không hả? Ôi giời, dạ, mời chủ tịch lên xe ạ. Chủ tịch á? Sao đây là chủ tịch? Chủ tịch? Làm sao anh ta có thể là chủ tịch được chứ? Này, hay là con thử ra tiếp cận nó đi, vì nó yêu con hơn, có thể nó dành cho con một cơ hội đấy. Đi đi con. Anh Hùng, cô
Thôi đi trước đi, tôi đến sau. Dạ vâng ạ. Chào cô, có chuyện gì vậy? Thì... Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép. Anh Hùng! Em chỉ muốn nói với anh là đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Em nhìn thấy anh, em rất nhớ. Anh có thể cho em một cơ hội để chúng ta quay trở lại với nhau được không anh? Chẳng phải cô sắp lấy chồng Hàn rồi sao? Anh ta giàu có, còn có thể lo cho cô cuộc sống sau này cơ mà. Thì em nghĩ đấy cũng chỉ là suy nghĩ rất là bồng bột của em thôi. Chưa bao giờ là em sẽ nghĩ là em sẽ lấy một anh chàng Hàn Quốc cả. Anh à, cho em một cơ hội thôi, đúng không? Hùng à, bác biết bác nói ra câu này là rất hổ thẹn, nhưng cháu có thể cho Hùng anh nhà bác một cơ hội được không? Cháu có thể hai đứa yêu lại từ đầu được mà. Chẳng phải hai người vừa đi xem mặt sao? Sao anh biết? Nói cho hai người biết, trung tâm môi giới mà hai người vừa liên hệ đó chính là trung tâm lừa đảo. Và những trung tâm như thế chỉ có thể tồn tại và hoạt động được nhờ có những vị khách hàng cả tin và ham danh lợi như các người đấy. Còn về việc quay lại, tôi nghĩ đã quá muộn rồi. Vì tôi không thể tiếp tục có một tình cảm với những người chỉ hám tiền bạc và đi sỉ nhục người khác như vậy. Và đây cũng chính là bài học để hai người tỉnh ngộ ra rằng đừng bao giờ coi thường người khác. Chào hai người.